Em có chuyện gì vậy chứ ốc cha? Nói ra thì anh mới biết được chứ. Tất cả đều tại anh hết đó. Lần trước anh nói sự phát triển tình cảm giữa hai người gì đó, em không biết đâu, anh chịu trách nhiệm đi. Dạ, vào đi. Anh đã hoàn thành lịch khám buổi sáng rồi. Thật là nhẹ nhõm. Buổi chiều có mấy bệnh nhân? Lịch hôm nay kín hết rồi. Chúng ta có bệnh nhân từ ngoài vào nên tôi nghĩ là sẽ khá trễ. Được rồi, được rồi. Mẹ. Dạ, con nghe mẹ có chuyện gì vậy? Gì? Dưới sảnh bệnh viện hả? Dạ, mẹ. Bệnh viện? Với ai? Với mẹ chồng con hả? Đây, ăn đi. Mẹ đã kêu chị Xuôi đi cùng mẹ để dùng bữa với hai đứa đó. Dạ. Hai mẹ gọi đột ngột quá, có phải làm hai đứa khó chịu không? Không có, không đâu mẹ. Gặp hai mẹ ở đây cùng ăn cơm vậy, con cảm thấy rất vui ha. Mẹ nghe nói sau chương trình con có thêm bệnh nhi, chị Súc nói cho mẹ biết đó. Dạ cũng không nhiều lắm đâu thưa mẹ, đó chỉ là tạm thời thôi mẹ. Con đúng là giỏi ăn nói quá đi, con nói chuyện rất nhẹ nhàng làm tăng sự đáng tin cậy. Ơi trời, còn Na Hi nhà này con tranh luận gay gắt quá đó, con nên học cách nói nhẹ nhàng hơn. Gì vậy? Đó là sức hút của nó kìa mà. Nè, thay vì những người nói ra những lời trống rỗng, tôi lại thấy thích những người nói sự thật và rõ ràng như Na Hi hơn. Ơi trời, cảm ơn vì chị đang nghĩ như vậy. Không nha, có gì đâu Xuôi. Mà chị Xuôi. Mau ăn đi, ăn đi. Là bác sĩ phải không? Đúng rồi đó, bác sĩ Khoa là bác sĩ đó. Đúng rồi đó, là bác sĩ, bác sĩ đó. Đây là con trai tôi, còn đây là con dâu tôi. Đây là con rể tôi, còn đây là con gái tôi. Hai người tự hào lắm. Chào mọi người ạ. Dạ, xin chào mọi người. Đẹp trai quá. Họ nói nhìn con đẹp trai quá. Chương trình truyền hình đúng thật là... Mẹ vui lắm hả? Dĩ nhiên phải vui rồi. Dạo này mẹ cứ như ở trên mây vậy. Cái gì mà trên mây chứ? Mẹ nói thật đó. Mấy hôm nay khi ra chợ mẹ thấy rất vui. Mẹ không nói gì hết. Nhưng sau khi Da Hi nói quỷ hôn, mẹ luôn có cảm giác mọi người lúc nào cũng đang bàn tán về con gái mẹ. Mẹ toàn phải đi một mình tránh mặt hết mọi người. Nhưng mà bây giờ mẹ đã tìm tới mọi người để tụ tập đó. Sao vậy? Mẹ nông cạn quá hả? Mẹ cũng đành chịu thôi. Dạo này mẹ thực sự vui lắm. Vậy hả? Vậy thì tốt rồi. Hả? Không có gì, đi thôi mẹ. Nè, nè, sao con lại đi như vậy? Con bị thương hả? Không có, con chỉ bị đau chút thôi. Con ổn mà. Ổn là ổn cái gì chứ? Xương của con nó yếu lắm, thường dễ bị bong gân và gãy xương mà. Mẹ sẽ mua xương bò ở tiệm ông Giang rồi nấu canh cho con. Con nhớ ghé nhà lấy nha. Không sao đâu, mẹ đừng có bận tâm mà. Có cái gì phiền phức chứ? Con nghe lời mẹ đi, con nhớ tới lấy canh đó, biết chưa? Bây giờ tôi đang ở ngoài rồi. Ở đâu chứ? Bộ hai đứa bán nhà rồi hả? Dạ. Người môi giới nhà gọi tới, anh ấy nói là muốn xem nhà. Dạ khoan đã, chờ một chút. Sao mẹ lại nghe điện thoại của con vậy hả? Đâu có, mẹ chỉ. Nhưng mà hai đứa đang định bán nhà thật sao? Không có, bán nhà gì đâu chứ. Ôi trời ơi, có người gọi nữa nè. Alo, tôi nghe. Phải, tôi nghĩ là anh gọi nhầm số rồi đó. Số của tôi là 3778, đúng rồi. Anh gọi nhầm rồi ạ. Dạ. Anh ấy gọi nhầm số và hỏi là có phải là số 3779 hay không. Ôi, mẹ đang không biết tại sao con lại bán nhà. Thì đó, không thể nào như vậy được. Anh nói đi. Nếu mọi người dùng bữa xong rồi thì chúng ta nên đi thôi ha.
Con tạm biệt mẹ. Cẩn thận đó mẹ. Mẹ về nhà đi. Tạm biệt về mẹ nha. Nha. Cảm ơn dì bữa trưa nha. Na Hi, lát nữa còn nhớ ghé nhà dạ, anh dạ. Con. Dạ. Mẹ đi ha mẹ. Đó. Dạ mẹ tạm biệt. Cẩn thận nha. Dạ tạm biệt. Tạm biệt. Nè nè nè. Đừng có hối anh nhanh mà. Lên. Từ từ. Nhanh lên đi. Dạ alo chào anh. À, tôi xin lỗi nha. Lúc nãy vì lý do cá nhân cho nên là tôi mới dạ. Dĩ nhiên rồi, tôi có thể tới ngay mà khoảng 30 phút, 20 phút đi. 20 phút, nhanh lên. 20 phút nữa chúng tôi sẽ có mặt. Dạ. Vậy đó hả? Cũng rất tốt. Anh chị thấy chưa? Tôi biết rồi. Nè anh ơi. Nè. Dạ chào anh. Ôi trời. Dạ hai người đó. Chúng tôi tới rồi đây. Dạ xin chào anh. Nhìn rất đẹp. Bây giờ làm sao đây? Xin chào. Cái tôi gọi không được. Phải được nên cho họ xem cảnh khác rồi. Họ rất thích cần đó. Chúng tôi chuẩn bị ký hợp đồng đây. Hai người tới đây trễ quá rồi, vô ích thôi. Hả? Trời đất ơi, vậy là sao? Anh lúc nào cũng luôn đem theo điện thoại ở bên mình mà. Sao hôm nay lại không đem theo chứ? Nếu hôm nay anh nghe điện thoại thì chúng ta có thể bán được nhà rồi còn gì nữa, đúng không? Sao em lại cằn nhằn anh như vậy chứ? Làm sao mà anh biết được người môi giới sẽ gọi tới đâu? Sao cũng được, anh ấy đã gọi cả tháng rồi. Bây giờ thì sao? Khi nào mới bán được đây? Làm sao mà anh biết được? Anh cũng đang bực mình đây nè, đâu phải có mình em đâu. Đừng cằn nhằn anh nữa. Anh đang nổi giận với em đó hả? Thì em làm cho anh bực mình chứ bộ. Ai cho anh cái quyền đó chứ? Hả? Hả? Ơi. Hả? Ơi. Dạ xin chào ạ. Xin chào. Dạ chào cô, chào con. Chúng chào. Tôi cùng nhau đi ra ngoài. Hiệp hội thương nhân chợ truyền thống. Tôi không làm được. Tôi có thể kéo tạ 150 kg. Chắc là người tôi cứng quá. Nên là 1, 2, 3. Động tác này khó chúng quá đi. Chúng ta chỉ là tập thể dục thôi mà. Đừng để ý tới tư thế cứ tập đi. Anh nói gì vậy? Đã tập thì phải làm cho đẹp chứ. Ôi trời, thật là chắc tại tôi không cảm giác được hay sao đó. Nên tôi rất ghen tị với những người làm được. Ồ, ốc cha, tới rồi hả? Ốc buôn đâu rồi? Hôm nay chị nghỉ để nấu canh xương bò. Ốc cha, môi cô bị gì vậy? Cô mới ăn tương ớt sao? Tôi có ăn gì đâu. Môi tôi lúc nào mà không đỏ như vậy? Ê, tôi không nghĩ vậy đâu ha. Cô đắp cả đống thứ lên mà. Còn xịt nước hoa nữa chứ. Đây là mùi cơ thể tự nhiên của tôi đó. Anh nghĩ tôi điên sao? Thoa son và xịt nước hoa để lúc mồ hôi ra rồi tất cả trôi đi hết hả? Ở đây cũng đâu có ai để tôi gây ấn tượng chứ. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Tôi biết như vậy mà. Ý tôi là vậy đó. Để tôi yên chút đi. Ôi trời, sao khó vậy chứ. Ôi, ôi trời ơi. Đây là lớp học khiêu vũ có đúng không? Đúng là như vậy đó. Tôi cũng muốn tham gia lớp học khiêu vũ thể thao nữa. Ôi, sàn nhảy nhỏ quá. Mình có thể nhảy thoải mái còn đây chứ. Dân, dừng. Cô đang đứng ở đâu vậy? Tôi muốn nhảy trước gương kìa mà. Người mới mà đòi đứng trước. Cô không cảm thấy mình ngạo mạn quá hay sao hả? Đúng vậy đó. Cô phải xem tiến độ và hệ thống của chúng tôi đi chứ. Ai nhảy tốt hơn sẽ được đứng trước. Cô phải mất 3 tháng mới có thể được đứng ở vị trí hàng đầu đó. Vậy sao? Cô đừng cảm thấy mất mặt và đứng ở đằng sau nha người mới. Cái gì vậy? Cô ta là vũ công sao? Đúng là không trời đùa được đó. Hay quá vậy. Cô ta là vũ công sao? Đúng là không đùa được. Ôi, lâu rồi không vận động, đúng là sảng khoái thiệt.
Vô. Ê, vô. Chủ quán cơm cuộn. Có chuyện gì không chủ tiệm thịt? Sao cô về sớm vậy? Cô nên nói chuyện với các tiểu thương rồi mới đi chứ. Thôi, tôi vẫn chưa quen lắm đâu. Tôi có thể gọi cô là Chu Yon được không? Tôi thấy tên cô ở trên thẻ thành viên đó. Cũng được, tên không để gọi thì để làm gì chứ.